Kính mời quý vị đại biểu, quý thầy cô cùng các bạn học sinh ổn định vị trí. Để mở đầu cho buổi lễ tổng kết năm học ngày hôm nay, kính mời quý vị đại biểu, quý thầy cô cùng các bạn học sinh cùng hướng về sân khấu thưởng thức các tiết mục văn nghệ do các em học sinh trường tiểu học Nguyễn Thanh Tuyền biểu diễn. Tiết mục thứ nhất, bài nhảy Em yêu nhịp điệu trường em do các em học sinh lớp 1-2 biểu diễn. Tiết mục thứ hai, ca múa liên khúc tiếng hát chim non mùa hè đã đến do các em học sinh lớp 2-6 biểu diễn. Tiết mục thứ ba, tiết mục đồng diễn võ thuật Taekwondo. Đề nghị toàn trường cho một tràng pháo tay thật lớn để chào mừng các tiết mục văn nghệ của các bạn học sinh ạ.